nay mình đang cái kiểm tra cái bánh sau của chiếc AB 110 nó bị kêu nha, kêu rất là to khi mà chạy hoặc là quay cái bánh nha. Thì mình đã tháo sẵn cái bon rồi, sẵn đây mình kiểm tra, mình xác định nó hư cái phần bạc đạn bên bên má nhôm hay là hư bạc đạn ở bên nồi hoặc là lắp. Thì sẵn mình kiểm tra, mình sẽ quay video clip để chia sẻ cho anh em mai mốt gặp thì biết cách kiểm tra nha. Trước khi tháo ra thì mình quay lại cho anh em coi. Khi quay thì nó nghe cái tiếng kêu lụp cụp rất là lớn nha anh em. Đó anh em nghe không? Tại vì ở gần đường lộ cho nên tiếng xe ồn anh em nghe cũng không được rõ nè. Đó. Thì trước mắt mình muốn xác định là nó hư cái dòng bi ở bên cái phần má nhôm bên đây hay là hư bên láp hoặc là bên nồi. Thì anh em loại trừ cho mình bằng cách anh em tháo cái bánh nhôm này bỏ ra ngoài. Thì khi mình quay cái bánh không mà nó không kêu thì chứng tỏ là cái mặt đạn ở bên cái bánh nhôm nó bị hư nha. Thì nếu mà hư mặt đạn này thì mình thay sẽ đỡ mất thời gian và đỡ tốn tiền hơn. Mình cũng hy vọng là nó hư cái mặt đạn này. Nó hư trong lắp hoặc là hư bên nồi thì mình thay nó sẽ mất thời gian hơn và tốn tiền có thể là nhiều hơn cái phần hư cái mặt đạn bên cái bát nhôm nha. Thì khả năng cao là nó hư cái phần mặt đạn bên bát nhôm này nhiều. Thì cái đặc tính của nó, có cái chiếc hư thì nó không có gơ bánh nha, như chiếc này nè. Khi quay thì nghe lụp cụp nhưng nó không có gơ bánh. Còn có trường hợp mà nó bể ra thì nó gơ bánh nha, thì mình dễ xác định, mình lắc cái bánh nó gơ mình biết là hư cái bạc đạn này nha. Còn trường hợp này khó xác định giữa cái bạc đạn này và những cái bạc đạn bên kia thì mình bắt buộc phải kiểm tra nha anh em, kiểm tra loại trừ. Vì đa số thì nó hư cái phần bên đây thì nhiều hơn. Quay thì nó không có còn bị kêu nữa nghe nè, chứng tỏ là cái phần bạc đạn bên láp và bên nồi là ok nghe, không có hư nha. Thì mình loại trừ cái phần ở bên kia, mình sẽ kiểm tra lại cái phần bạc đạn này. Bạc đạn ở trong đây nó có cái bạc đạn nè, ồ nó bể rồi nè mình. Cái này nó bể khá là nặng nhưng mà khi mà mình gơ bánh thì mình không có thấy cái độ gơ nha. Tại vì cái cốt khi mà đưa vô con ốc siết chặt thì nó ép lại. Ở ngoài này nó có một cái khâu. Cái khâu thì mình tháo cái khâu này ra nha. Đây mình điều chỉnh lại cái phần camera để làm cho nó anh em thấy rõ hơn. Trước mắt thì mình sẽ cài cái phốt ở ngoài ra. Đây ở ngoài nó có một cái phốt chống nước nè. Ở bên đây nó cũng có một cái phốt chống nước nha. Cài hai cái phốt này xong rồi mình mới đóng nó ra. Thì đây là cái phần bạc đạn trong nó bị hư nha, rất là nặng nha. Khi quay nó có cái tiếng phát ra cái tiếng âm thanh lụp lụp đó. Thì cái xe này thì anh em kiểm tra xác định nó hư cái này thì anh em chỉ cần thay cái mới vô là ok nha. Và xe mình sẽ hết có cái tiếng kêu lụp cụp cũng như là chạy nó sẽ im hơn. Thì ở trong đây nó có một cái phe, thì mình phải dùng kiềm phe mình tháo ra mình mới đóng ngược qua đây nha. Anh em nếu mà không để ý mà đóng không tháo phe thì đóng nó sẽ bị cản lại, nó không ra được nha. Để mình đi lấy cái kìm phe. Cái này nó xài cái kìm phe bung vô nha anh em.
phe này thì lấy nhiều lúc nó bị bắn nó văng, nhiều khi nó văng ra ngoài luôn, cho nên anh em lấy cẩn thận. Phe này nó rất là căng luôn. Cái dít dẹp khi mà mình bung thì mình sẽ chặn cái dít dẹp, mình bẫy nó ra nha. Em cẩn thận là tránh cái trường hợp bẫy nó dằn vô mặt mình nha. Rồi, sau khi lấy cái phần phe ra thì mình sẽ đóng lối cho mặt cạn này ra ngoài nha anh em. Lát nữa mình coi nó xài số bao nhiêu. Đây là cái bạc đạn trong xe, rất là gơ nha. Rồi anh ấy sử dụng số bao nhiêu, 6303 nha nè, 6303. Đây. Thì đây mình có một cái bạc đạn cũng cùng số nha. 6303. 6303. Trước khi thay vào thì mình sẽ cho một ít mỡ bò vào ở bên phần cái vòng bi. Để cái bạc đạn sử dụng nó sẽ được bền hơn. Thì gần ở trong đây nó có sẵn mỡ bò nha, nhưng mà mình kỹ mình sẽ cho vào thêm. Rồi tha vào cái lưng của cái bát này một tí để mình đóng vào cho nó trơn, nó không có bị rít nha. Vào hết thì mình sẽ dùng một cái đầu lối mình đóng vào. Khi cái bạc đạn nó đi vô hết, nó qua cái lưng phe thì mình sẽ ngưng, mình không đóng nữa. Mình kế tiếp là mình sẽ gài trả lại cái phe. Cho cái phần phe vào gảnh thì mình sẽ cho ở cái phần lưng ở bên ngoài nó mở bò nữa nha. Anh em làm kỹ một tí thì đi nó sẽ lâu hư hơn. Rồi mình lắp trả lại cái phần phốt chống nước ở bên ngoài, đồng thời cho ở cái dàn ngoài một ít mở bò nữa. Rồi quay sang bên đây thì cũng tương tự nha, cho vào bên trong nó mở bò. Rồi mình sẽ đẩy cái phần post chống nước lại, xong mình tiếp tục lại cho mỡ bò vào nữa. Ghê quá, sẽ lau sạch để tránh cái phần đất cát nó bám vào bên trong của phần bạc đạn nha. Rồi, cái
phần mặt trong thì mình sẽ như thế mình để vô nha, còn phần mặt ngoài thì họ mình canh cái cục canh nó nằm ở ngoài. Rồi mình sẽ điều chỉnh cái phần camera lại để mình lắp vào cho anh em dễ nhìn. Cái bật đạn vào thì cái phần cái bánh mình quay nó rất là im nha, nó im lại, nó không còn kêu như hồi trước đầu clip nữa. Rồi này cái chiếc AB này nó kêu lục cục rất là lớn, bằng bánh sau là cái phần bật đạn ở bên cái má nhôm bên đây nó bị bể nha, là cái bật đạn này 6303 nha, bể mà nó gây ra cái tiếng lụp cụp ở đằng sau bánh rất là lớn nha. Thì mình cũng hướng dẫn cho anh em từ nãy giờ cái cách kiểm tra cũng như là loại trừ cái phần bật đạn nào hư bên đây hoặc là bên láp hoặc là bên nồi, thì anh em gặp cái tình trạng như thế nào thì mốt anh em cứ theo cái cách của mình mà kiểm tra loại trừ để thay, thì nó sẽ hết cái bệnh kêu lụp cụp ở phía sau nha. Trường hợp mà anh em không kiểm tra kỹ mà anh em cứ tháo ra anh em thay tùm lum thì nó không hết bệnh, có khi thay những thứ mà nó không hư thì lại tốn kém mà không có ra bệnh nha. Rồi, clip của mình đến đây xin được tạm dừng, chào và hẹn gặp lại anh em trong những video clip tiếp theo. Anh em đã ủng hộ và đã xem hết video clip, chào tạm biệt.